người có tiền. Và đối với những người có quyền hành, tôi muốn, tôi làm, ý của tôi. Nhưng mà khi nhận lễ và đảnh lễ nó không có ý nghĩa. Các anh á, làm điều đó, thua một cái bà, rót cho tất cả các thầy đi cứ khất thực ba cốc nước nữa, không có được có phúc. Cái đánh giá riêng của tôi. Một người họ đi, họ khất thực cho thầy ba chung nước, nó có giá trị hơn cả cây bồ đề các anh gấp mấy chục lần. Các anh tự suy nghĩ đi. Cái ông râu này nè, có hàm râu vô y như hồng tơ, như y như con dê vậy. Tôi nhìn cái mặt người đó làm sao mà có chuyện tu tập được. Cái người đó là chỉ muốn gì? Muốn nổi tiếng. Muốn cho mình được cái người nổi tiếng. Muốn cho mình là cái người, ôi cái anh này anh tự bi lắm. Tôi nói thật với cả nhà nha. Tôi xin lỗi với bà con, cô bác, anh chị ở ngoài Bắc mà những người người ta chân chính nha. Ở ngoài Bắc á, có một số người tử tế, còn có một số người đó, họ thể hiện một cái đẳng cấp, gọi là đẳng cấp rồ đó quý vị. Rồi professional đó, tôi là người vậy nè, có tín ngưỡng yêu quý, nhưng cái gì quá và không cần thiết đúng. Bây giờ các thầy đang đi bộ hành, thầy đang cần gì? Cần nước. Những cái quý nhất ở trên cuộc đời này là cái gì quý vị? Cái gì trên cuộc đời này tôi đố quý vị, cái gì mà quý nhất nè? Ở trên cuộc đời này cái gì là quý nhất? Có ai trả lời cho thợ nhân nghe? Nước, ok. Người thì trả lời nước, còn ai nữa không? Còn ai trả lời gì nữa không? Chị Phương Dung chỉ trả lời nước. Nước, nước nhiều vậy? Nước, nhân cách con người. Tại con là nhân cách con người, sức khỏe, quan, sức khỏe, cha, thời gian, wow, sự sống, hơi thở, và wow, cái nhìn, tấm lòng, sức khỏe. Các anh chị trả lời đúng hết, nhưng còn thiếu một thứ em tới bờ này. Ở trên đời này tất cả những thứ gì nó đều quý hết, chứ không phải một thứ. Cái gì nó cũng quý hết, nhưng cái quý nhất của con người mình là cái những thứ ta cần thiết nhất. Ta cần thiết nhất những lúc ta đang cần thì nó quý nhất. Ví dụ như hiện tại giờ em đang đói thì em cần nhất là gì? Là được ăn. Giờ hiện tại giờ em đang khát quá, em đang cần gì? Em đang cần em có nước. Hiện tại giờ em bệnh quá, em mệt quá, em cần gì? Em cần một viên thuốc. Ôi hiện tại giờ em đói, bao giờ quý vị nghĩ đi, quý vị cần ăn cơm, mà quý vị không có ga làm sao quý vị nấu cơm? Quý vị cần cơm mà quý vị không có ánh đèn, không có điện sao quý vị nấu cơm? Quý vị cần nước uống mà không có nguồn nước cung cấp cho mình thì làm sao? Cho nên trên cuộc đời này, bất cứ cái gì đối với ta cũng đều có giá trị và quý hết. Nhưng những lúc ta đang cần nó, cái gì nó cũng có giá trị hết. Cái gì chúng ta còn, cái hơi thở chúng ta, nó không quý đâu. Tất cả mọi thứ đều, con người và con người giống như nè, các anh chị cũng quý, em cũng là quý anh chị, và các anh chị cũng là người quý của em nè. Những cái thứ quý nhất là tất cả mọi con người đều tái hiện ở cái trần gian này, và tất cả những vật dụng đều có giá trị. Tất cả trên thế giới này cái gì nó cũng đều có giá trị đối với mình hết, cho nên cái gì nó cũng quý hết. Bạn này nói chắc rõ diễn cảnh ngài câu cho ngọn đèn của ô phú gia một giọt dầu của bà già ăn xin, đúng không? Cái gì nó cũng có giá trị hết đó quý vị à. Ai tái hiện cuộc đời này nó cũng đều có giá trị hết. Nhưng có những lúc ta hiện đang cần thứ đó, nó đều có giá trị. Giống như hiện tại giờ chúng ta đang cần gì? Chúng ta đang cần nhất cái điện thoại, thì cái điện thoại nó cũng có giá trị, đúng không? Cái gì nó cũng đều có giá trị cho con người ta hết. Mình nể bạn rất có trí tuệ hơn người. Trời ơi, không phải đâu chị Thuyết ơi, em không có trí tuệ. Trí tuệ em mà nằm trong cái mức độ nhỏ xí à, trí tuệ đâu ra?
nói chuyện cà léo phách được chơi cho nó vui thôi nhé. Em không có trí tuệ đâu. Cho nên các anh, những cái mà có giá trị nhất cuộc đời của các anh đó, với những người họ không cần, điều đó nó không có giá trị. Cũng giống như cái cây bồ đề, trong lúc anh mang đến, nó không có cần thì làm gì nó có giá trị đây. Nó có giá trị với những người có quyền lực với các anh. Giống như là tôi muốn trồng cái, chắc chắn các anh muốn trồng cái cây bồ đề đó, các anh muốn làm cái điều gì đó, các anh phải hội ý cái người cha người mẹ người ta. Tôi không biết anh có hỏi ý chưa, điều này nếu mà tôi nói nó hơi quá lời. Có đồng ý và đồng thuận với người cha mẹ già chưa? Cái ông anh trong nhà và cái người mà có quyền hạn ở trên cái mảnh đất mà các anh để trong cái cây bồ đề xuống. Tôi biết các anh có hỏi, nhưng mà tất cả mọi thứ các anh đã đặt hết rồi thì các anh không có tôn trọng người khác. Cho nên con người ta có giá trị là anh phải tôn trọng người khác. Còn anh để đó để làm gì? Cái cây bồ đề mà nó không sống được như vậy thì các anh nghĩ các anh giết một cái cây đó, tôi đảm bảo cái cây bồ đề đó các anh bứng đi, các anh giết bao nhiêu cái sinh linh, thì những cái giá trị các anh trồng cái cây bồ đề đó nó vô giá. Không phải là vô giá là nó nhiều giá nha. Cái này là giống như cái kiểu là nó cái kiểu như là cái kiểu như gọi là gì, nó vô hiệu hóa, nó không có giá trị gì hết cả. Cho nên tôi mong các anh các chị sau này cô đến với thầy, có yêu thương thầy, có trân trọng thầy, có quý thầy, đảnh lễ một cái. Và các anh chị vậy nè, các anh chị nào cũng vậy hết, có cái tấm lòng từ bi, đi nhặt mấy cái rác, giống như mấy cái áo cũ, áo rách, áo dơ, vải gì đó ở nghĩa trang, nghĩa địa, thùng rác gì đó, các anh nhặt đi, các anh về cắt khổ khổ về, các anh mai vô, rồi các anh lấy cái tấm lòng từ bi của mình đó, cái dâng lên cho thầy. Tại vì trong cái pháp của Phật á, ví dụ như mình không tự nhặt, tự lượm, tự mai, thì có thể là tất cả những cái đà na thí chủ á cúng cho tất cả các chư tăng, quần áo ok, dầu ok, ánh sáng, tức là pháp, tức là những cái cuốn sách mà khi mà thầy chưa có hiểu được trong cái pháp đó thì thầy hành pháp nè, y nè, y phấn tảo nè, ngài cũng rất là cần là những cái người mà họ đang chuẩn bị họ tu tập đó. Và có thể là thí dụ ba cái áo là một y ba bát, thì thí dụ như ngài mặc chiếc áo này thì có người lại họ muốn xin cái chiếc áo đó, hay là họ muốn muốn cho thầy giống như là mang đến cho cái người đó cái may mắn gì đó, thì họ xin thì thầy cho, thì thầy cũng có cái khác. Hoặc giả như tất cả các tăng đoàn và tất cả các Phật tử, dù sao bạn cũng hiểu sâu rộng, bạn mới có thể nói cho mọi người nghe đồng tình. Em không có thấy mình được, tại vì chị nhận ra chị quý em đi nhận thôi, chứ thật sự cái điều đó em thấy, em cũng thấy nó bình thường các chị anh các chị. Rồi chưa nói tới mà tất cả các anh nè, cúng dầu. Dầu thì thầy không ngồi một chỗ, hoặc giờ bây giờ thì đang cay đó, tại vì thầy đi tất cả cái bộ hành đi đâu thì thầy phải cần cái ánh sáng, cần ánh sáng để thầy đọc. Còn cái thức ăn thì các anh các chị đừng nên để dâng cho thầy và cúng cho thầy ăn, tại vì cái thức ăn đó mỗi một ngày duy nhất để ngài tự động ngài đi khất thực, tại vì cái khất thực là cái quan trọng nhất trong cái hạnh đầu đà. Thì các anh chị đừng có bỏ bánh, bỏ trái, bỏ này vô. Còn nước thì ví dụ như hết nước thì tiếp nước, tại vì tránh cái tình trạng ôm cái nồi nè. Nhưng mà tôi nói đây là gì? Là tôi biết thầy sẽ đi khất thực trở lại. Khất thực trở, tức là thầy đang đi bộ hành trở lại từ đây đến hết tháng 7. Thì thầy tận trong vòng mấy tháng thầy sẽ đi, thầy sẽ đi trở lại. Thì bây giờ thầy đang sám hối đó, sám hối mà cái nữ nó nhào nó ôm thầy đó quý vị. Ôm thầy đó, người ta tu luyện nhiều năm, mấy ông mấy bà cứ nhào ôm miết à. Rồi đó thì thầy ngồi sám hối, sám hối cho những cái làm như vậy đó. Hello chị đẹp, chị chào Su Su nha, chào em. Mọi người cứ nghĩ đi, cái giá trị, tôi rất bức xúc về cái cây bồ đề, mà tôi cũng nghĩ là giống như tất cả quý vị đang ngồi ở đây. Tôi muốn nói mãi về cái câu chuyện này để cho tất cả những họ thức tỉnh lại. Về cái cây bồ đề đó, trời ơi, tôi thấy tội lắm quý vị ơi. Tôi nói thật, một cái cây mà, cái nhà tôi, một cái cây mà nó trồng lớn đi,
tôi muốn cắt cái nhánh mà tôi nhói tim lắm, đau lòng lắm. Mình nghĩ nè, nó cũng là một cái sinh mạng mà quý vị, cái sinh mạng mình cắt ra coi thử coi nó đau chứ. Tự nhiên có nhánh có lá trồng lên, các anh chị nghĩ cái đó là nó thuộc về là gì? Là vật à, là vạn vật à, hay là thực vật? Cái thực vật thì nó khác, còn cái này là gì? Mà các anh chị nghĩ cho rằng cái này là các anh chị đi cúng dường cho thầy bằng cái cây bồ đề. Mọi người lo lắng quá vô tình giá trị tu tập của thầy không, tại vì không có lo. Cái người lo nhất ở cái cõi đời này chỉ là cha mẹ của thầy. Cha mẹ của thầy là người lo nhất, mà cha mẹ của thầy đều buông mà. Cái người lo nhất là vậy, còn chúng ta là người gì? Thương cảm, yêu quý, trân trọng thầy bằng trong những chuyến bộ hành. Hiểu không? Tôi không biết cái con đường đi sắp tới bên cái số người đó không biết có làm hay không. Nhưng mà tôi hy vọng là không. Tôi giái, tôi cầu mong, tôi giái cho tự nhiên có chuyện này chuyện nọ đừng làm, để cho nó nguyên sơ. Cái thầy còn về chứ. Rồi hôm qua tôi thấy có một cái cô đó, cổ từ ở Đắk Lắk cổ đi xuống, cổ nói là thầy Thích Minh Tạng hiện tại giờ đang tu tập ở gần cái ngôi nhà của thầy ở ngoài cái cốc ở ngoài. Nhưng mà bà ta cũng phát tâm cho cái gì đó. Cái đó là phát tâm cho, tại sao nói vậy cô? Em nói thật với các anh các chị nha, cái tính em nó khác hơn người ta lắm. Em có muốn cho ai cái điều gì à? Em ngại khi mình nói ra, em ngại quay hình quay ảnh lắm, nó ngại lắm. Người ta nghèo người ta nhận, người ta đã ngại rồi, mà các anh chị quay lên rồi các anh chị thể hiện các anh chị là cái người cho này kia, thật sự cái người nhận. Bởi vì người ta thường nói đúng đó quý vị, của cho không bằng cách cho, của cho không bằng cách cho. Có một lần tôi đi về An Giang, cũng cách đây cũng mấy năm rồi, cái này tôi kể nha, tôi kể lại cái câu chuyện thôi. Cái có một cái cô đó gia đình của 4-5 đứa con đó, mà cái nhà ở vùng An Giang thì quý vị thấy cái mùa nước nổi mà. Thì vô tình cái trời mưa, tôi vô tôi đục mưa nhà cái cô đó. Tôi đục mưa vô nhà cái cô đó. Mình thấy tới giờ đó mà chưa có gạo ăn thì tôi nhớ lại cái thời nhỏ của tôi. Tôi nhớ thời nhỏ mẹ tôi, gia đình tôi 8 anh em lận. Khổ lắm quý vị. Tôi thương hạnh của thầy, nghe lời thầy nói. Tới 8 anh em nè. Cái gia đình thì ngày xưa mà quý vị nghèo khó lắm. Cái chiều tới chiều rồi là mẹ tôi đi giống như đi mượn gạo, đi tởi gạo đó. Đâu ngày xưa ăn dữ lắm. Cái về cái chị em tôi đang ngồi nè, chờ mẹ về để có gạo bỏ nồi nấu cơm. Mà nghe mà mẹ xách một cái giỏ xách á, mà cái gạo nó thấy nó nặng nặng á, là mừng rồi. Ô mẹ về có gạo rồi, bỏ vô nồi nấu. Thì tôi thấy cái hình ảnh, vô tình tôi ghé ra tôi đục mưa, tôi thấy một cái hình ảnh cái gia đình đã giống y như tôi ngồi nhỏ vậy đó quý vị. Thấy cái tự nhiên cái cô đó cổ xách xách mượn gạo mà tôi thấy tôi xót xa, giống như mình nhớ lại cái hình ảnh tái hiện cũ lại cái mình đó. Tự nhiên cái tôi cảm động, tôi khóc. Thì tôi không nói chứ tôi cảm ơn cô, tôi về. Thì ở cái bên đối diện ở bên đường đó có một cái chỗ bán gạo. Thì tôi, khi tôi đi tôi ghi một cái địa chỉ cái nhà đó, thì tôi âm thầm tôi về. Tôi về thì tôi ghé đó, tôi kêu cái cô mà bán gạo đó chở lên đó 50 kg gạo giùm con. Tại vì tôi thấy một cái điều đó mà tới bây giờ nếu tôi không nói thì không ai biết hết cả. Thì sẵn tiện hôm nay tôi lên tôi nói, tôi chia sẻ với quý vị luôn. Cách đây cũng như là cũng đã 6-7 năm về trước rồi quý vị. Thì tôi kêu họ chở gạo lại chỗ địa chỉ đó. Thì tôi nghĩ là người ta rất là mừng vui lắm. Nhưng mà cái người chắc có lẽ là cái người bán gạo cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhận gạo. Thì sau khi mà khi tôi đi đến đó rồi tôi về tôi ghé chỗ đó nữa, tôi ghé đó. Tại vì ở đó nó có một quán bún cá. Tôi thích ăn bún cá đó, thì tôi ghé đó. Thì tôi hỏi mấy cháu đó. Tôi hỏi gì chứ
các cháu có ai đi học, đứa con cháu nào đi học chưa? Nó nói dạ mẹ con đi làm việc nhà cho người ta, mà ba thì bệnh nhiều lắm, ở nhà con mấy anh em đó mà cũng không có tiền đi học. Tôi hỏi bữa giờ có nhà con có gạo ăn chưa, hỏi cô ai mà cô biết, hôm bữa cô ghé Đục Mưa đó. Dạ con có rồi, tự dưng thì cũng như mình đến dò xét coi thử coi, không phải mình đến mình để mình lập công nha, mình hỏi coi thử coi người ta có chở gạo đến hay không, hay là cái bà này bà nói xạo rồi đến đi người ta không biết người ta nhận nữa, thì mình cũng điện thoại lấy cái số điện thoại chị có chở, nó chở rồi, chị chở rồi, mình cũng chưa tin, mình muốn xác minh lại. Thì nói dạ con cái bữa đó nhà con á tự nhiên không biết à, cái cô bán gạo bên kia đó cổ cho nhà con 50 kg gạo là mình thấy mình vui rồi, ok à vậy đó hả, thôi vậy cảm ơn con, thì mời mấy đứa mỗi đứa ăn tô bún vậy đó, rồi thôi mình về. Quý vị biết không, như vậy đó một cái niềm vui tôi cực kỳ là vui, nó vui lắm, nó vui vì cái sự sống lại của tôi ngày 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 thơ lúc tôi còn nhỏ đó, hồi nhỏ ham ăn lắm thiếu thốn mà quý vị, trời ơi nghe mẹ mình đi mua gạo mà đi mượn gạo đi vay gạo về mà có mừng lắm, trời ơi yeah có gạo rồi, mà gạo có gì nấu cơm cái chắc cái nước cơm đó quý vị, ăn cái để nước mắm vô kho kho queo kho quẹt vậy đó mà ăn ngon lành lắm, hễ có gạo là được. Thành thử tôi khi mà tôi thấy những đứa trẻ tôi có cái cảm xúc nó ùa về thì tôi làm điều đó, thì cách đây 8 năm rồi. Thì bây giờ thì đi nghe ghé đó ngang thì mình cũng theo dõi chứ. Mình cũng theo dõi, mình hỏi thì tôi mới nói với cái cô bán gạo đó. Chị cứ tới đó chị hỏi. Thì 8 năm rồi, thì 8 năm giờ xưa thì không có sử dụng cái băng kinh giống là chuyển khoản bằng tiền như bây giờ đó quý vị. Chị cứ cái người đó mà có qua mua gạo đó thì chị cứ bán đi. Có thiếu là chị có lấy cái số điện thoại của em nè, chị điện thoại cho em, có gì em gửi tiền về cho chị. Chị hỏi em ở đâu, hỏi tên gì, em không nói tên gì hết trơn á. Mình quên tên quán là gì rồi, nhưng cũng thực hành như à, thì đến cái lúc đó thì đến bây giờ thì đến những đứa trẻ nó lớn lên thì nó đi làm đâu Sài Gòn mỗi đứa đó, thì cái gia đình cái tức là ông xã của cái chị đó nó mất, tôi không có gì lớn á, tôi chỉ cung cấp gạo cho người ta ăn thôi. Nhưng tới giờ cả luôn gia đình tôi cũng không biết. Bữa nay lên vui miệng nói cho quý vị nghe thôi. Cả gia đình tôi cũng không biết. Thậm chí cả con cái không ai biết đâu. Tức là gia đình cứ nói tại sao mà tôi có tiền á, sao mẹ xài hao quá. Mà thật sự không phải. Mình thấy thí dụ như tiền mà sao mẹ sử dụng tiền hao quá vậy mà mình đâu có nói gì. Tại vì cái tâm nguyện của mình mong những cái điều gì nó làm tốt, nhưng mà không cần nhiều, không cần ai biết, không cần đại trà, không cần cho bất cứ người nào biết hết quý vị. Thậm chí cả những người quen thân của tôi cũng chả nói, thậm chí cả mẹ tôi, ba tôi không nói. Không bao giờ nói, tại vì mất điều đó này. Tại vì cái sự âm thầm mình làm cho người đó, quý vị thử đi, nó vui lắm. Tự nhiên tôi có một cái niềm vui, nhiều khi tôi ngồi cái tôi suy nghĩ tôi bất chợt tự nhiên mình cảm thấy nó vui lắm. Thì cái chị đó là lâu lâu cái chị điện thoại cho em lần, lâu lâu cái chị điện thoại cho em lần chị hỏi thăm, nhưng mà sau khi em mất điện thoại chị không còn gọi được nữa. Thì đến bây giờ, nhưng hy vọng rằng nếu mà có cái cơ duyên mình sẽ gặp lại. Giống như em muốn trong sự bí ẩn, em không muốn cho ai biết là mình làm cái điều tốt đó đâu. Nhưng mà họ cũng nghĩ là cái bà bán gạo đó là giúp cho cổ thôi, tôi là người quan tâm thôi chứ không phải tôi giúp. Nhưng mà không biết cái chị bán gạo đó có nói với chị này hay không, tôi không biết.